thì Ê lôi 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 thầy Hiếu cho bạn chúng ta cùng gặp nhau ở series 1001 bài toán tư duy. Ở, ở hôm nay chúng ta sẽ cùng thầy Hiếu đẹp trai làm bài tập số 20 như sau. Có 10 chú chim đang đậu ở trên cành và ở cái cành trên và 6 con chim đang đậu ở cành dưới. Như vậy chúng ta có hai cái cành cây. Một cái cành trên là có 10 con chim và cái cành dưới là có 6 Rồi, câu chuyện đặt ra là hỏi cần di chuyển bao nhiêu con chim từ cành trên xuống cành dưới để chúng ta có hai cành có số chim bằng nhau. Với các bạn lớp 2 thì có thể là chúng ta chưa học phép chia nên chúng ta có thể giải quyết theo cách này. Chúng ta có thể thử nếu như một con chim từ trên xuống dưới chúng ta có 10 trừ 1 bằng 9 và 6 cộng 1 bằng 7. Không được. Nếu mà có hai chú chim chúng ta có 10 trừ 2 bằng 8 và 6 cộng 2 bằng 8. Lúc này nó bằng nhau rồi này. Đó, như vậy đáp số của chúng ta sẽ là hai con chim. Ngoài ra thì chúng ta có một cách giải khác, đó là chúng ta sẽ làm theo cách như sau. Các bạn quan sát, chúng ta sẽ thấy rằng là ở trên này thầy để cũng là 6 và dưới cũng là 6. Thế thì lúc này mình còn thừa bốn con chim. Và bốn cái con chim này mình chia đôi. À, mình chia đôi. Mình để hai con chim ở tầng trên và hai con chim ở cạnh hai con chim ở cành trên và hai con chim ở cành dưới. Như vậy lúc này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần thừa bốn con chim này ra đã được chia đều cho hai bên. Như vậy mỗi bên sẽ được hai con. Đó, đúng không nào? Và chúng ta sẽ thấy rằng là lúc đó mỗi bên sẽ mỗi cành sẽ có 8 con chim và chúng ta thấy rằng cần di chuyển hai con. Tất nhiên nếu như chúng ta đã học về phép chia thì chúng ta thấy rằng tổng số con chim sẽ là 16 con và để hai cạnh bằng nhau chúng ta có thể thực hiện phép chia 16 chia cho 2 bằng 8. Lúc này chúng ta sẽ tính được số chim cần chuyển từ tầng trên xuống tầng dưới là 10 trừ đi 8 bằng 2 con. Có rất nhiều cách giải khác nhau cho bài toán này. Còn bây giờ thầy Hiếu chào tạm biệt và hẹn gặp lại.